Hi, xin chào quý anh chị, chào mừng anh chị đã quay trở lại với Codos Việt Nam. Ở những tập trước á, thì em có giới thiệu đến anh chị những cái sản phẩm của thương hiệu ONE. Và chương trình hôm nay em sẽ ra một series mới của thương hiệu Codos ha. Codos á, là một thương hiệu của Hàn Quốc, được rất là nhiều anh chị thợ tóc sử dụng tại tiệm tóc của mình. Thì để đầu tiên cho bắt đầu chuỗi series thì em sẽ giới thiệu đến anh chị tông đơ Codos CHC 98, một cái mẫu phần tông đơ cao cấp của Codos ha, giá là trên 1 triệu. Em sẽ tiến hành cùng tất cả các anh chị khui hộp và khám phá sản phẩm này. Em sẽ khui hộp ha. Đây sẽ là chọn bộ sản phẩm của tông đơ chúng ta. Đầu tiên sẽ là sách hướng dẫn này. Tiếp theo nó sẽ có một cái đốc sạc, bộ cử đôi 3692, adapter sạc, dầu trội phủi và nhân vật sử dụng sau. Cái đồng đơ Codos CHC 98. Em sẽ tháo ra ha. Một chiếc tông đơ có thiết kế bên ngoài rất là đẹp, sử dụng bộ lưỡi sứ. Đấy. Em sẽ tiến hành bật động cơ máy để cho anh chị nghe tiếng máy ha. Đấy. Khi bật lên thì nó sẽ có cái hiển thị pin và tốc độ ở đây. Chúng ta muốn tăng tốc độ thì chúng ta sẽ nhấn nút cộng ở trên màn hình. Đấy. Tăng lên. Và chúng ta muốn giảm tốc độ thì chúng ta sẽ nhấn nút trừ. Ngoài ra chúng ta có thể là điều chỉnh cái size lưỡi bằng cách nâng hạ cái thanh gạt này. Thanh lưỡi này nó sẽ điều chỉnh ha. Và chúng ta hạ xuống thì chúng ta sẽ bóp vào cái thanh này. Và chúng ta kéo xuống là xong, nâng lên này, hạ xuống này, bóp vào cái này. Chiếc tông đơ Codos rất là đẹp. Và chiếc tông đơ này thì có công suất là 7W. Thời hạn sạc của nó đầy là 3 giờ đồng hồ và sử dụng cắt 15 đến 20 đầu tóc. Và chức năng của tông này thì chúng ta sẽ thường sẽ là kê lược. Thường sử dụng nhất là kê lược. Chiếc tông đơ này thì sẽ phù hợp với những anh chị đã là thợ rồi và mua sử dụng thêm, trang bị thêm đồ dùng phụ kiện để phục vụ cho khách hàng. Chiếc tông đơ rất là đẹp ha. Đây. Và đặc biệt mình rất thích là cái phụ kiện của tông đơ này, nó sẽ kèm cho chúng ta cái nóc sạc đây. Chúng ta có thể là gắn vào. Đó. Và chúng ta cắm cái adapter sạc này vào đằng và phía đằng trước này. Và chúng ta sạc thôi. Và chúng ta cần sử dụng cắt cho khách hàng, chúng ta lấy ra. Đây. Chúng ta lấy ra, cắt, sau đó là gắn lại là nó sẽ sạc. Rất là tiện lợi. Thì cử chúng ta sẽ gắn này. Đây nó sẽ sử dụng cử đôi ha, 3 này, cử 3 này, 6, 9 và 12. Mình gắn cử vào thì mình sẽ để vào bên này, bóp lại là sẽ chuẩn ha. Chúng ta tháo ra thì chúng ta sẽ có cái lẫy này, chúng ta bẻ ra, nạo ra là nó xong, rất là đơn giản. Và khi mà anh chị muốn cắt một thời gian, muốn vệ sinh lưỡi, chúng ta sẽ tháo ra, bẻ bằng cách này, tháo ra, lấy cái tay này, để vào, chúng ta sẽ tự tháo ra rồi ha. Khi mà gắn lại thì chúng ta, cái lưỡi này nó có cái khắc này, chúng ta sẽ gá vào. Đó. Sau đó chúng ta sẽ đưa vào và chúng ta bóp mạnh vào là nó sẽ dính vào ha. Rồi xong. Đó, khi cạch vậy là xong đó. Rồi chúng ta sẽ bật lên, lưỡi hoạt động. Ưu điểm của dòng tông đơ này á, thì pin rất là lâu, bền Và lưỡi này là lưỡi sứ cho nên là lưỡi rất là lâu nóng, không có tạo cho khách hàng cái cảm giác khó chịu mà khi cắt ha. Đây. Nếu anh chị muốn mua sản phẩm này thì có thể tham khảo tại website barbershop.vn, hoặc là mình có để số Zalo và hệ thống cửa hàng ở bên dưới phần mô tả của video, anh chị có thể tham khảo ha. Rồi khi mà anh chị thấy video này thì anh chị có để lại nhận xét gì về sản phẩm này? Đấy. Một chiếc tóc đơ rất là đẹp và tốt ha. Và về sau thì mình sẽ có cái video để test sản phẩm này trên tóc ha. Anh chị nhớ subscribe kênh YouTube của Codos Việt Nam để có thể theo dõi video mới của shop ha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh chị ở những video sau. Bye bye.